Ôi sầu riêng. Ôi sầu riêng nè ông bà cô chú. Quá trời quá đất, bà chủ có chắc như núi Trường Sơn. Đang ghe đơn. Em đang đứng ở bữa sầu riêng Hiếu Nghĩa nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Địa chỉ 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10. Sài Gòn mới vừa đổ cơn mưa khủng khiếp lắm. Một ký ruột hạch. Hôm nay là lên 10.000 hả chị? Dạ. Đây là cái 10 hả? Đi lại lên nữa rồi. Quay sầu riêng mà giống như giá vàng vậy. Hả? Vàng đang dạ hạ giá nè. Không ngọt lắm. À, bất ngờ sầu riêng nhích lên nha ông bà cô chú. Dạ. Quá trời, quá đất luôn. Cái cơm là bao nhiêu? Dạ, 130, cơm vẫn như vậy. À, cơm là vẫn vậy. Dạ, món cơ kia thì cũng 220. À. Dạ, sữa hạt lép thì 90, cơm thì cũng 330. À, sữa hạt lép lên 90 rồi hả? Dạ. Lô sữa hạt lép hết rồi hả? Còn luôn á. Ồ, hết luôn hả? Còn có mấy trái em để cơm cho cái cô tối qua không có. Ồ, vậy là hết sữa hạt lép luôn rồi. Ngon quá mà. Ôi, khách tới kìa. Sau cơn mưa trời lại sáng kìa. Thử miếng nữa. Ủa chị giống như giá này á, là ngày nào chị nhập sầu riêng là mỗi lần như vậy là giá khác nhau. Nói chung là giá đường ở dưới là nó sẽ mỗi ngày là mỗi giá. Dạ, mỗi ngày là mỗi giá. Giá là cái giá thay đổi này là ở dưới vườn đó. Dạ, 338 thì giá hơn chút xíu à. Mình cứ tưởng là sầu riêng là chiếu theo giá vàng chứ. Thấy vàng lên như thế nào hoặc là đâu có ai bỏ tiền ra đi buôn hết rồi, tại biết chắc chắn là ta đi buôn hết rồi. Dạ. Ai biết được, do cái ruột sầu riêng nó màu vàng á. Bởi vì nhiều khách hay hỏi là giá sầu riêng bao nhiêu, người ta nói là nó thay đổi theo ngày. Nên khi nào mà mình muốn thưởng thức thì mình đến trực tiếp là ở địa chỉ 415 Cách Mạng Tháng 8, quận 3, quận 10. Hoặc quý vị có thể gọi qua số điện thoại này là 0939925979. Sắp tới sẽ tư vấn rõ hơn với quý vị. Hủ tiếu gõ tới. Nói chung là mỗi ngày mua chắc là gọi điện trước. Dạ, gọi đường chắc à? Chắc thì gọi điện trước. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ hả? Tức là mỗi ngày muốn mua là phải gọi điện trước à? Nhầm khi có khi là 5-10 ngày em mới gấp chẳng chạy. À. Có khi là mang sụp quay lên biết đâu. À. Tốt nhất là nên gọi điện nha ông bà cô chú. Sầu riêng kìa, sầu riêng kìa, khách vô kìa. Ồ, sữa hạt lép ngày hôm qua quá trời, bữa nay hết luôn trời. Ngày hôm qua sữa hạt lép à, dạ hả? Thì sữa hạt lép nó rẻ nhưng mà nó ngon á, đảm bảo.
cơm mềm. Dạ không, lô sữa lép ngon lắm. Mềm mịn nha. À, một ký cơm. Ký cơm là 330, cũng rẻ. Do hôm nay Sài Gòn mưa to quá nên là giờ này bà chủ chưa đủ số hụi tấn, mà mới tấn 2 à. Mới qua tấn 2 à. Mưa ngay cái giờ. Mưa ngay chú giờ cao điểm khách bây giờ. Giờ cao điểm luôn á. À. Bán giờ livestream luôn. Vừa bán vừa livestream luôn. Chia sẻ cho ông bà cô chú tín đồ thèm sầu riêng á, thêm giải trí cuối ngày. Như là biết một cái địa điểm về sầu riêng ngon để ra thưởng thức thôi. Ngon chứ mẹ, em mới cuốn cái ruột đó, mới cuốn cái ruột. Thầy Tại hỏi là vừa bán vừa lại chim luôn. Sầu riêng quá trời quá đất luôn, chắc như núi 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 luôn. Ai thích sầu riêng thì ghé sầu riêng 415 Cách Mạng Tháng 8 nè, phường 13, quận 10. Ai thích bánh xèo thì ghé 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12 nha ông bà cô chú. Bánh xèo nhí các cháu đó. Nhiều lúc là nhiều ông bà cô chú tín đồ của sầu riêng nhưng mà thèm bánh xèo nữa. Ghé ủng hộ các cháu. Các cháu thiếu nhi. Các cháu thiếu nhi dễ thương lắm. Bà chủ này bà ủng hộ hoài hả? Bên miệng chút. Nói chung là kia miền Tây nó cũng không có nhão lắm đâu. Phải nhão. Có con ăn hả? Khô hơn, khô hơn. Mưa to thiệt cái chứ. Quay xích to nè. Siêu túc, cuộc sống Sài Gòn TV. Facebook luôn. TikTok cũng có luôn. Cùng tên hết. Trời ơi. Cái này mà mềm hơn cái này mà ta. Nước à. Hôm nay lô sầu riêng này mình thấy là lô sầu riêng mini tí hon nha. Con kiện comment bà chủ. Nó là sầu riêng mình bán 330.000 ký. Anh kêu chứ ở nhà anh bán cái 180.000 kìa. Mà không ai thèm mua đây. 330 ai mà mua. Ờ. Anh thấy coi lại sầu riêng của anh sao? Chứ sao? Anh nổi. Không biết anh ngọt. Anh hỏi anh kêu sầu riêng anh 330. Ở nhà anh bán 180 mà kêu hỏi nhà ở đâu. À, anh không trả lời. Anh lấy tung hình ảnh sầu riêng đồ lấy đẹp lắm. 358 không vậy? Giá đó anh. 338. Đó, tung sầu riêng là đẹp lắm. Hả? Thì ai biết điện. Mình cũng đâu có biết đâu. Ôi. Ôi, không phải tưởng hả? Mưa bây giờ này đi nhiều, nãy mưa kinh khủng quá mà. Mưa ngập hết mà. Đây là tí chuột, nhưng mà tí chuột từ hôm nay cái khui sầu riêng chưa? Chưa luôn hả? Bà chủ chưa cho khui sầu riêng hả? Cưng dữ vậy? Chưa đủ trình. Chưa đủ trình. Chào cô nha. Rồi đi làm gì hả cô? Đi bán gì? Đứng đây quay một xíu cho bạn coi kìa. Trời ơi, bà chủ nhà đi làm gì nè. Bạn của bà chủ là thường hay xem clip lắm. Chú là có hàng không biết đó. Đó. Bữa nay Dũng tóc bạc không qua.
Đó, Dũng hôm qua hả? Giờ này bà con cũng trông là đi mưa trông quá, cũng trông là đi về thôi chứ đâu chạy thẳng luôn. Cho sọt không? Sọt không đó hả? Quá trời luôn. Anh thấy sầu riêng nhỏ nhỏ này nó lại ngon nữa nha, vỏ là mỏng á. Có cái trái sầu riêng khổng lồ bà chủ bán 8kg mà khui ra được 3kg cơm kia kìa. Khán giả vô comment quá trời, 3kg cơm, 3kg cơm mà bị chửi quá trời là chửi luôn. Thì cũng có cái này cái kia đó. Quá trời đi kiếm biết sao đâu, chiều làm hết nè. Chỉ có mấy tiền thôi. Cái tiền là chiên ra lựa sầu riêng. Ồ, bữa nay làm gì vừa sầu riêng hiếu nghĩa mà chơi tông màu đen hết bay. Không hẹn mà gặp hả? Không hẹn mà gặp luôn á. Làm chơi chi mà chơi tông màu đen hết bay. Cũng với anh luôn ạ. Anh đen quá à. Đen hết luôn. Màu đen thui hết rồi. Ồ, trái đó tí hòn đó, trái đó ký đó. Mấy tiên á là chiên da lựa sầu riêng. Chiên da đó. Trời ơi, cả nhà luôn á, ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nguyên một nhà sầu riêng luôn á. Lựa ra hả tiên? Trái chín hả? Anh nghĩ trái đó cái đống đó chín hết luôn rồi á. Ê, mấy tiên. Lỡ ở dưới nó chín thì sao? Dạ thôi, được trên chứ. Anh nói thiệt cái chứ. Chắc kiểu này ở dưới nó chín thì sao? Đúng rồi, đúng. Ở dưới nó chín nhiều hơn á. Ở dưới nó chín, nó ủ lại đó, nó chín. Nó chín nhiều là đâu có biết là sao đâu. Ngày nào cũng bươi. Ở đây ngày nào cũng bươi như gà bươi vậy á. À, ngày nào cũng bươi, bươi như gà bươi đúng không? Khách đâu rồi? Bữa nay trời mưa quá, khách đi đâu rồi? Anh tưởng là tí về quê cứ vợ rồi chứ. Sao Trúc không kêu lên nghe chứ? Tí là quê Cà Mau, bà chủ thì quê ở Bến Tre nhưng mà mướn nhân viên ở Cà Mau không à, trai đẹp Cà Mau không à. Cuối cùng của tổ quốc không à. Về Cà Mau đó ông bà cô chú này ngang đen bánh tầm cây Cà Mau nha. Rất có mấy quán rất là nổi tiếng. Ngay vô cái chợ gì đó mà. Cô chú cứ về dưới đây liên hệ con dẫn đi ba quán luôn. Ba quán nè. Ba quán nổi tiếng nào đó. Có không? Có bánh tầm cây Cà Mau. Tên gì đọc đi coi thử. Gọi báo luôn nha. Một quán Asia, một quán Đạo, một quán Dì Lan, ba quán. Ơi, Đạo, Dì Lan là ăn rồi. Còn một quán Asia nữa. Asia giá hả? Là ở đâu? Cũng qua phường 4. À, qua phường 4 luôn hả? Qua khúc đó qua. Phường 4 luôn á, trong phường 4. À, giá hả? Anh tưởng là quán Đạo là ngon nhất chứ. Quán nào thấy quán... nghệ sĩ vàng lắm. Ờ, thấy nghệ sĩ, thấy nghệ sĩ quá trời luôn. Về Cà Mau á. Khó khăn. Bà chủ kia bán thuật sầu riêng này khó khăn. Vàng nó lên quá phải riêng đi theo. Khách vô kìa. Anh nhìn là anh biết khách vô. Đi nhanh để là anh biết khách vô rồi. Tiến độ của sầu riêng rồi. À, trời ơi. Người ta thèm sầu riêng là phải vô. Ba người. Tự nhiên đang nén cái trời, nó mưa gì nó mưa á bà chủ bây giờ cao điểm nhất của bà chủ vừa sầu riêng bây giờ á.
chưa đủ thì tối nay bà cho mấy anh em nha, nhưng ấy tối là được tấn mấy, tấn 8 mà ta nghe, tấn 8 mà rồi cái đi nhậu không, tối đi nhậu không hả? Không nhậu hả? Trời ơi, rồi tối anh tưởng là đi nhậu chứ sao giờ đó là anh em đi nhậu chứ. À nói giỡn chơi hả? Hồi tối giờ này là được tấn rưỡi mà tự nhiên ông trời cũng mưa xuống, xong rồi còn lại cái bây giờ cái tấn 2 hả, 300 kg nữa. Đạt mấy hôm nay về vợ cưng không Đạt? Quá chị cưng. Cưng luôn hả? Cưng có vợ rồi hả? Có rồi. Tao vừa em hỏi ai nó chưa có ta. Tao mới có bộ rồi. Thử cho em miếng cơm được không anh? Một ký cơm hả Tý? Một ký cơm. Em sắp có con rồi. À dạ hả? Hai anh chị rồi. Thấy nha. Lâu chưa? Dạ. Lâu chưa? Cũng hơn năm. Thấy hàng gì thấy bé kế bên đi qua đi lại không dám hú. Ủa cứ vợ chưa? Có vợ chưa? Không dám trả lời. Anh chồng mà. Rồi, hủ tiếu vô luôn. Dạ, vô trong cái đi. Thử nữa không anh trai? Trái nào cũng thử ra, muốn ngon viên. Ở đây bán rất là ok, là thử cho thử liên tục. Trái nào cũng thử ra, để khách quyền lợi của khách nhiều. Nhiều lúc khách ở xa đó, nhiều lúc khách ở xa đó, chạy ra chạy vô mệt tội. Nên là sẵn tiền mình thử được, mình cứ thử. Cơm rất là ngon luôn. Một ký cơm chưa, mới có 6 lạng mấy hà, tôi 3 trái chưa được ký cơm. Nhớ không anh? Ri sáu cái mương. Còn 330 này. Còn này. Dạ được. Hết mã đó. Bị quá trời cơm luôn. Rồi, cảm ơn bà cô chú nha. Vô ăn hủ tiếu gõ thôi.